Hải xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết tại Lâm Đồng cho đêm nay và ngày mai 14 tháng 4. Thưa quý vị và các bạn, trong 24 giờ tới, khu vực tỉnh Lâm Đồng của chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng chủ yếu rìa phía đông nam của vùng áp thấp nóng phía tây. Do vậy, thời tiết trong toàn tỉnh phổ biến là mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng. Chiều và tối có mưa rào dông vài nơi, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3. Cụ thể tại các khu vực như sau. Khu vực phía bắc tỉnh bao gồm thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và Đam Rông. Ở khu vực này, thời tiết khá là lý tưởng. Trời mây thay đổi, về đêm không mưa, ngày mai trời nắng gián đoạn, gió nhẹ. Nhiệt độ phổ biến quanh mức từ 16 đến 26 độ, độ ẩm trung bình từ 75 đến 80%. Tiếp đến là khu vực phía đông của tỉnh bao gồm các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Di Linh. Thời tiết ở đây cũng khá là dễ chịu, mây thay đổi, về đêm tạnh ráo không mưa, ngày mai trời nắng gió nhẹ. Tuy vậy về chiều tối sẽ chuyển mưa rào và dông một vài nơi. Nhiệt độ phổ biến quanh mức từ 20 đến 31 độ, độ ẩm trung bình từ 70 đến 75%. Còn tại khu vực phía nam của tỉnh bao gồm thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Ở khu vực này chủ yếu là mây thay đổi, về đêm tạnh ráo không mưa, ngày mai trời nắng gió nhẹ. Chiều tối sẽ có mưa rào và dông một vài nơi. Nhiệt độ phổ biến quanh mức từ 20 đến 30 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%. Và cuối cùng là khu vực phía tây nam của tỉnh, bao gồm các huyện Đà Oai, Đà Tẻ và Cát Tiên. Ở khu vực này, phổ biến vẫn là mây thay đổi, về đêm không mưa, ngày nắng oi bức, về chiều tối sẽ có mưa dông một vài nơi. Nhiệt độ phổ biến quanh mức từ 23 đến 34 độ, độ ẩm trung bình từ 75 đến 80%. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, thì nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức và đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao. Để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình trong những ngày nắng nóng, thì các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân nên hạn chế ra đường trong khung giờ từ 11 giờ đến 14 giờ hàng ngày. Và nếu có việc bắt buộc phải ra ngoài, thì phải dùng trang phục dài tay, dài chân và dùng nón che phủ đầu mặt để che chắn cho da càng nhiều càng tốt. Bên cạnh đó, thì chúng ta cần bổ sung nước đầy đủ, điều độ hàng ngày, hàng giờ và tốt nhất là nên chọn các loại nước như nước lọc, nước ép trái cây, nước ép rau xanh nguyên chất để chống nắng nóng và bù cho lượng nước bị mất đi. Đây chính là biện pháp dễ thực hiện và rất hiệu quả để chống nắng nóng. Khép lại bản tin hôm nay sẽ là dự báo thời tiết tại một số khu điểm du lịch của tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh thành trong cả nước. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.